Con mình phía dưới giúp tôi. Ui ôi. Vậy bây giờ trước khi đến video chính thì mình xin trả giải mini game ngày hôm qua nha mọi người ơi. Trời ơi, video này hơi bị flop, hơi buồn đó. Rồi bây giờ tôi sẽ trả giải nha, để xem ai may mắn nhận được đôi cái giày chính hổi nha mọi người. Ai đây, ai đây? Và ngày hôm nay người may mắn trời xong tốn tặng vô lô trong đây vậy. Xin chúc mừng bạn Trummy nha. Trời ơi, rồi mình sẽ gửi cho bạn Trummy nha. Ôi, xin chúc mừng bạn Trummy nha, nhận được mua giày chính hổi nha. Rồi gì? Chúc mừng Trummy nhé. Rồi ok nha Trummy, giờ anh gửi cho em nha. Rồi chúc mừng em nha, là một người may mắn vạch cái chữ rồi đó em ơi. Ok thì bây giờ mình sẽ tiếp tục mini game ở từng video nha mọi người. Thì mini game lần này nó sẽ là một đôi giày thứ cho mọi người, đôi giày chính hổi nha. Thì bước 1 các bạn hãy like và đăng ký, nhớ bấm chuông cho tôi nha, nhớ hoàn thành ba cái bước đó nha. Bây giờ tôi đếm 3 giây để các bạn hoàn thành nha. 3 2 1. Rồi ok, bước 2 các bạn để lại cái tên in game giúp tôi nha. Đó, và bước 3 các bạn để lại một cái lời, một câu hỏi gì đó, tôi sẽ vô tôi trả lời cho các bạn nha. Ví dụ như là anh ơi, khi nào cái đầu anh có tóc đó, kiểu như vậy. Ok nha các bạn, tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Rồi bây giờ nhận nhiệm vụ NPC ốc Quế thôi. Rồi để xem nhận được cái gì đây. Một cái kem nổ ngôi sao mang đến. Trời ơi, cái kem thì tôi quá là nhiều rồi các bạn nè. Rồi trả nhiệm vụ. Rồi cái gì nữa đây? Hãy phát kem ốc Quế cho các cư dân nha. Trời ơi, tôi nói thật với các bạn nha, cái nhiệm vụ là một trong những nhiệm vụ mà nó hành tung nhất các bạn nè. Rồi xin 30, hãy mang kem 3 tầng đến á. Rồi thì nói chung từ bây giờ trở đi tôi nghĩ là anh em nên mua nhiều kem 3 tầng sẵn đấy mọi người à. Chứ không mình đừng mua từng cái nhấp nhấp. Đấy, bây giờ tôi mua sẵn đâu đó là cỡ vài chục cái luôn. A few moments later. Dạ ngày hôm nay là nói chung là mỗi NPC được 7 nhiệm vụ nha anh em ơi, chứ không phải ngày đầu tiên mới được nha. Ngày nào cũng được 7 nhiệm vụ luôn, quá là ngon luôn các bạn à. Ây da, nhiệm vụ đầu tiên của tôi bên NPC Kem Ly là phải đi lấy cái chồng kem mọi người à. Mà cái chồng kem này đâu đó là phải chế tạo từ đâu đó là gọi là mấy cái khúc gỗ với một cái bướm vàng. Cho nên bây giờ mình sẽ đi kiếm bướm vàng nha anh em. Trời ơi các bạn à, anh em nào mà muốn tìm kiếm khúc gỗ anh em có thể vô comment cho mọi người. Đấy, nhiều lắm mọi người. Thì bây giờ để tìm kiếm bướm vàng nó nhanh đó thì mọi người cứ ra khu vực hometown nha mọi người. Hometown nói chung là bướm nhiều phải cái chữ nè. Chỗ này mà không có bướm chỗ nào có bướm luôn các bạn. Ở trên tập hông đây. Đấy. Ok nha các bạn ơi. Rồi bây giờ tôi chế tạo chồng kem. Ui, tôi chế tạo đủ rồi đó, thêm một mấy kem đó nè. Mà tôi nói hôm qua tôi nói các bạn nhớ không, là tôi bây giờ sẽ làm decor gọi là phong cách gọi là kem mọi người. Cho nên là tôi sẽ mua mấy kem nhiều hơn. Nhưng mà để từ từ tí đi. Rồi ok, cho một cái chồng ly kem rồi. Bây giờ tôi đi trả nhiệm vụ nha anh em. Rồi ngon, 45 ly kem. Ai chào tôi thế? Chào nhé, chào em. Anh đứng đây từ chiều. Chào em, anh đứng ở đây từ chiều. Nhiệm vụ tiếp theo là mang thuốc khẩn cấp. Cái thuốc này là cái đặc biệt nha anh em ơi. Nói chung cái thuốc này gọi là thường á, mình sẽ xài trong những cái dịp á mà khi mà gọi là cơ thể chúng ta nó hiện chữa bệnh mọi người. Mà cái nó hiếm lắm. Nhưng mà có vẻ như bây giờ là nhà phát hành gọi là để ý tới cái phần này rồi. Kiểu như nó bị lãng quên đó mọi người, ít người xài quá cho nên bây giờ họ tập trung vô cái này nè. Đấy bây giờ bắt chúng ta đi mua thuốc nhiều hơn rồi nè. Anh bác sĩ ơi, em bị bệnh rồi, bán cho em liều thuốc ho cảm cây đi. Đây là thuốc khẩn cấp à, mua liền nha anh em. Ông nào đừng có mua thuốc cho thú y nha anh em, là đi nha anh em. Rồi nhiệm vụ này đơn giản quá cho nên chỉ có 15 gọi là su kem thôi mọi người à. Rồi sau khi hoàn thành ở nhiệm vụ 2 NPC kia thì chúng ta quên bên bò Momo nha mọi người, tôi cũng gọi là bò Bono thôi. Rồi ok, để xem bò Bono thường là nó sẽ nằm ở gì cái đây. Chả sô cô la. Trời ơi, hồi xưa làm nhiệm vụ giấy vàng cái sô cô la nhiều lắm rồi anh em ơi, cho nên giờ nó tiện với cái chữ ra. Đừng nói tôi bắt đi bắt cá chép đi nha. Mang bánh sò Bono đến cho bò Bono à. Vậy là ra kia lấy bánh sò đấy mà. Nè, thực chất là bánh sò nó nằm ở đây nha các bạn, nhiều anh em không biết á, kiểu như là nhiều anh em không làm, không mua nhiều, không để ý hết đây nè. Bánh sò Bono nó vẫn còn nằm ở đây nha các bạn. Rồi, trả nhiệm vụ thôi các bạn ơi. Thường thì nhiệm vụ bên Momo thì con bò này nó xịn hơn các bạn, xịn hơn tí, toàn 30 thôi. Rồi trời ơi, bây giờ nó bắt đi làm cá chép các bạn mà thề. Bây giờ các bạn muốn câu cá chép nhiều, biết câu ở đâu không? Nói câu ở nhà mình là nhiều nhất nha anh em. Cứ ở nhà, auto ở nhà, cá ngọt với cá chép là ở nhà nhiều nhất. Để cho nó mượt nữa, không bị lát nữa các bạn à. Ông nào mà câu mình chán quá đó thì cứ qua nhà tôi đó, tại vì đâu đó là nhà tôi lúc nào cũng có người anh em. Đấy, có mấy em ngồi chờ sẵn thấy không? Đó, vô chào một cái nè. chào cái cho hú hồn vô câu tiếp. Cá chép thì nó bóng ba nha mọi người, ở câu thôi là cá chép chắc chắn luôn, nhìn là biết rồi đó, thấy không, đơn giản con đầu tiên luôn nè. 2 hours later. Rồi bây giờ mình đủ 3 cá chép nha anh em. Bây giờ mình sẽ đi trả nhiệm vụ nha. Ô cha, trời ơi, nhiệm vụ này đúng là nhiệm vụ liên quan đến câu cá mọi người, nó nhiều phải cái chữ. Tôi nói gọi là bò Momo này là gọi nó chắc chơi nhất anh em, mà nó xịn nhất luôn đó. Trời ơi, 75 xu quá ngon. À, 3 con cá ngọt đó. Thôi bây giờ đi câu cá ngọt nha anh em, lại về nhà câu cá ngọt nữa thôi chứ còn chần chờ gì nữa. Trời ơi các bạn ơi, vãi cái đạn đó mà tôi xài cái cần này nó búp tỷ lệ vương miện các bạn, cho nó toàn vương miện thôi. Thôi cho nên tôi quyết định tôi xài cái cần gọi là kèm mút cho mọi người cho nó cùi cùi tí nha. Rồi các bạn ơi, đủ cá ngọt rồi. Lần này có nghĩa farm khá là nhanh. Ở xài cái cần kiểu mút cá nó không ra vương miện, farm rất là nhanh các bạn à. Tôi đi trả nhiệm vụ cái nha. Rồi, ngày hôm nay nhận đâu đó là 10 kim cương nè. Trời ơi, quá là ngon. Tôi ghé qua tôi mở gọi là cái su kem luôn nha mọi người. Đây, có cái hòm su kem là tôi ghé tôi mở luôn để xem hôm nay được su kem bao nhiêu su kem đây. Rồi tôi thích cái nón bạc hà, cái nón dâu nha mọi người. Hai cái món nó màu đẹp ghê luôn á. Các bạn thích cái nào các bạn coi mình phía dưới. Ui. Trời ơi, vừa nó thích cái nón dâu cái ra luôn nè. Ui giời ơi, tôi hên quá các bạn. Ui, cái tỷ lệ bao nhiêu phần trăm đấy? Có xem về tỷ lệ không anh em? À đây nè. Ui trời ơi. Ui, mũ dâu của tôi là cao nhất luôn nè, là 1,5%. Trời ơi, tôi hên dưới trời. Các bạn đã ra cái nón nào chưa? Anh em con mình phía dưới giúp tôi nha. Trời ơi, ngon quá. À ui, tôi tận 120 su kem luôn. Trời ơi, hôm qua tôi có mấy chục mà hôm nay tôi tận 120 luôn anh em à. Hôm nay hên thế, cái cuối cùng là cái gì đây? Ui, 20 su kem chưa hên mấy nha. Cha, trời ơi, cái mũ kem của tôi quá đẹp anh ơi. Mặc dù cái đầu tôi không có tóc nhưng mà nó vẫn đẹp anh em à. Để tôi đoán tôi kiếm thêm bộ đồ kem nha anh em ơi, quá đẹp luôn. Các bạn ơi, hiện tại mình đang thiếu 10 xu kem nữa là mình đổi được cái xe kem rồi. Thì bây giờ trong cái gọi là cái Catulo này nè, nó có một cái nhiệm vụ đó chính là ăn 25 cái que kem hôm qua mình nói các bạn đấy. Thì bây giờ muốn ăn nhanh đó, tôi khuyên các bạn nên mua cái que kem này nè. Đây nè. Các bạn có thể mua một lần gọi là số lượng lớn luôn các bạn à. Đâu đâu? À đây là cái kem sô cô la nha các bạn. Đó, mua một lần 11 cái, bây giờ tôi mua 2 lần tôi ăn hết 25 cái để tôi nhận được xu nha các bạn. Tôi đổi xe kem cho các bạn xem nha. 2000 years later. Rồi các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ chế tạo cái xe kem nha. Ui trời ơi, giây phút thì tôi chờ là từ hôm qua tới giờ. Ui trời ơi, tận 14 giờ các bạn à, lâu phải cái chữ ra. Trời ơi, tận 87 kim cương. Vậy là chắc hẹn các bạn đâu đó là ngày mai mới gặp được cái xe kem của tôi rồi nha. Nè mọi người ơi, nói chung là tôi thấy có một số thông tin rò rỉ là cái khu vực mà trước ở chỗ bán xăng nè. Đây nè, cái khu mà Super Biker nè, cái chỗ nói chung là cái chỗ bán xe á mọi người, nó sẽ được ra mắt trong gọi là cái phiên cập nhật cái patch sắp tới mọi người à. Thật ra là bên đây chỉ có người bán kem nha mọi người. Đây bên khu trung tâm nè, bên kia thì có chị bán kem, bên đây thì có anh bán kem anh em à. Đây, anh bên đây sao ế quá, còn chị bên kia hơi bị đắt hàng đó mà. Mặc dù anh bên đây cũng bán y chang luôn nhưng mà là ế hơn chị bên kia các bạn à. Có gì anh em nào rảnh qua ủng hộ lại cái anh trai này nha, anh trai là hơi ế nha. Anh em, hiện tại là tôi đến lén vô nhà của tôi các bạn à. Đó, cho mấy ông này không tiếc tôi vô nhà đâu. Đó bây giờ tôi rình thử xem mấy ông này nói gì nha anh em. Tại vì mỗi lần đó tôi sẽ hẹn là kìa có người phát hiện rồi, im trốn anh em. Không sao, Chúa phù hộ em, Chúa phù hộ em nha. Thì bây giờ mình tới cái series mà đọc tên từng người nha các bạn. Đấy, đầu tiên là anh trai này là mang đôi giúp dịch nè, anh Khang nổ súng mà. Tới gọi là bà Bill nè, bé Châu nè, trời anh Phú 2K7 nè, Bình nè, Hashi nè, Mini siêu quậy nè, ai đây, Bùi Quang Quát, trời ơi tên nghe kỳ hí anh em xem like xem video cho xin like, quá hợp lý luôn. BB Linh Sinh nè, anh này là Colon Cò Thọt. Trời ơi đặt cái tên khó đọc quá anh ơi. May Sinh Ngầu nè, Trường nè, bạn Trăm Cute nè, bạn mày kết bạn đi, trời ơi cái tên nghe ghê quá nha. Bạn Thái Bảo nè, Thái Bảo đi dây hay sao vậy? Panama nè, bạn Gấu thì Gấu thích Milo có vậy cờ đất bạn Milo tới bạn Mia nè, tới bạn Emiko hello Huy hụt chít đúng sạc bôi, trời ơi chưa gì mà sạc bôi rồi. Gấu đen cu Enzo rồi gì ta, Mai Tường Vi Báo rồi, thấy tên là hơi báo rồi để nhà hợp với tiền báo đời bảo đớm rồi đó. Đi siêu Cute hả? Kẹo bông gòn có bài hát kẹo bông gòn hơi bị hay. Sài Gòn nè, tới là anh Hồng là ok cậu nhá. Rồi đi nè 0512 à. Thuận như tên tiếng sau là cái gì đây? Lý Hạo hả? Nguyên BG, Phạm Đình hả? Gia Khang, Châu, Saron, Huy gì? Bình nè, Water Mune, Fly Water Mune, hình như là tiếng các bạn có chữ đúng không em? Cho tôi xác nhận các anh em nào mà xác nhận giúp tôi đúng anh em comment phía dưới giúp tôi nha. Tại vì tôi cũng nhớ mang máng nè anh em à. Minh Chiếc BT nè, G12 nè. Không lấy tiền. Tên nghe hơi chiến nha. Anh Mười Ngọc à, bạn này anh Ngọc Dacio đấy. Anh ơi cho em kim cương được không? Chắc không em. Coi như anh chưa thấy gì nha em. Bạn tớ là gấu nè, Baby Cute nè, hey, bạn Slimy nè, bạn Star MIR08. Ông này nha, ông này coi đổi tên đi nha, đổi tên này khó đọc quá nha. Hiếu Chẹt nè, Rio ai nữa? Gina, bé Anh Thư. Rồi. Và đây là một chàng trồn hôi nè mà. Chàng trồn hôi này khỏi nói tên luôn. Nói đùa thôi chứ Lê Huỳnh Nhã Ý nè, Baby Sắc nè, anh Long nè, anh Người Yêu Ngu nè, Nguyễn Tú nè, Lộc 3/11 nè, Xuân Hạt Cute. Rồi ai đến đây? Bé Tinh Cute, Moon Sukuna đó. Và tất cả là đó chính là gọi là team báo đời bóng đớm hiện tại đang có mặt trong nhà tôi nha em. Đấy, cảm ơn em rất là nhiều ngày hôm nay đã tham gia cái buổi họp này, họp gì trời? Họp chợ hay họp báo đời bóng đớm ta? Nói chung là họp đó nè. Trời ơi, tôi kêu là bây giờ mỗi người mua một que kem đi, nhưng mà tôi đâu có biết là cái kem này phải chờ tới lượt các em mà. Cho nên bây giờ em nghĩ đi 60 người, chắc đợi đâu đó là bây giờ làm một cái kem đâu đó mất mười 10 giây anh em mà. Chắc cỡ 600 giây mà 600 giây tận 10 phút mấy anh em mới mua được hết của anh hà. Đó, không mua được rồi cứu quá chị cứu luôn em mà. Ở thêm một lần nữa team báo đời bóng đớm xin trân trọng gọi là chào video này nha anh em ơi. Chúc anh em tất cả anh em đang xem video có một ngày vui vẻ nha. Nhớ like, nhớ đăng ký và nhớ bấm chuông cho tôi, mọi người ủng hộ tụi tôi nha. Anh em nào muốn tham gia team báo đời bóng đớm thì đừng quên vô nhà tôi vào những cái lúc mà giờ mà tôi nói nha, tôi lại cái video này là tôi đã nói rồi nha. Rồi, còn bây giờ thì chào tạm biệt tất cả anh em nha. Chúc anh em có một ngày vui vẻ nha. Annyeonghaseyo.